toàn chỉ số này toàn. Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang xem và theo dõi trên trang Tennis Wing Infinity. Và đây là giải Tennis Tranh Cúp Khách sạn Nhất Quý mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Người đang trên màn hình của quý vị và các bạn là anh Trung Nhất Quý, là trưởng ban tổ chức của giải đấu lần này. Ngày hôm nay anh sẽ kết hợp với Đương Thủ Đức và thi đấu nội dung đôi nam 1.725 điểm. Ở trong lượt trận đầu tiên, anh Trung Nhất Quý và Đương Thủ Đức sẽ gặp một cặp đôi đến từ miền Bắc. Đó là anh Dũng Chủ sẽ kết hợp với anh Đức Ninh Hiệp. Đây là hai thành viên ở trong ban quản trị của diễn đàn tennis miền Bắc và đã đi vào thành phố Tây Ninh để tham gia giải đấu của chúng ta lần này. Đây là những màn khởi động cuối cùng của anh Trung cùng với đồng đội của mình là Đương Thủ Đức để trước khi bước vào lượt trận đầu tiên của nội dung đôi nam 1.725 điểm ngày hôm nay. Và đây là ngày thi đấu thứ hai của giải tennis tranh cúp khách sạn Nhất Quý. Vào ngày hôm qua thì nội dung đôi nam 1.425 điểm đã được diễn ra. Và ngày hôm nay sẽ là hai nội dung thi đấu đôi nam 1.725 và đôi nam nữ 1.325 sẽ được diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Ở trên màn hình quý vị và bạn là cặp đôi đến từ Ninh Hiệp, anh Dũng Chủ và anh Đức Ninh Hiệp, người trong trang phục áo cam, quần cam và nón trắng, đó là anh Dũng Chủ, và một người đang khoác cho mình trên mình một bộ quần áo màu xanh dương của tennis miền Bắc, đó là anh Đức Ninh Hiệp. Và có vẻ như thủ tục chọn sân và quyền giao bóng đã được hoàn thành và trọng tài cũng đã lên ghế. Trận đấu chúng ta sẽ được tiếp tục và bắt đầu ngay sau đây. Và đây là ngày thi đấu thứ hai của giải tennis tranh cúp khách sạn Nhất Quý mở rộng năm 2023. Được sự đồng tổ chức của nhà tài trợ anh Trung Nhất Quý và các nhà tài trợ đồng hành, kết hợp với diễn đàn tennis Wing Infinity. Và giải đấu ra được tổ chức tại thành phố Tây Ninh, ở cụm sân Hải Đăng Tây Ninh, và là tại trung tâm của tỉnh, trung tâm thành phố tỉnh Tây Ninh. Giải đấu chúng ta sẽ được diễn ra trong vòng 4 ngày 19, 20, 21 và 22 tháng 10. Ngày hôm nay sẽ là nội dung đôi nam 1.725 điểm và nội dung đôi nam nữ 1.325 điểm sẽ được tổ chức vào chiều ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là những màn khởi động cuối cùng và có vẻ như hai đội đã về phần sân của mình. Theo kết quả bốc thăm thì ở phía gần màn hình quý vị và bạn là cặp đôi đến từ miền Bắc, Dũng Chủ và anh Đức Ninh Hiệp. Ở phía xa màn hình sẽ là cặp đôi của anh Đương Thủ Đức và anh Trung Nhất Quý. Xin chào tất cả quý vị đang xem và đang theo dõi live stream. Em xin chào anh Nguyễn Nam Cung. Vâng, trận đấu chúng ta vẫn sẽ được bắt đầu sau vài phút nữa. Người đang trên màn hình quý vị bạn là anh Trung Nhất Quý và anh đã đi bước vào sân và chuẩn bị trận đấu chúng ta sẽ được bắt đầu. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem và đang theo dõi live stream. Vâng, em xin chào anh It and Rượu Vang, xin chào anh Nguyễn Văn Tiến, xin chào anh Nam Từ Sơn và xin chào tất cả các quý vị đang xem và theo dõi live stream. Và hiện tại thì thấy các cổ động viên của miền Bắc đang là rất nhiều ở trong live stream. Trận đấu của chúng ta sẽ được bắt đầu với lượt cầm giao bóng đầu tiên của Đương Thủ Đức. Một pha trả return ra ngoài của anh Đức Ninh Hiệp 15-0, điểm số đầu tiên trong game đấu thứ nhất dành cho Đương Thủ Đức và anh Trung Nhất Quý. Lỗi bóng 1.
Xin chào anh Phong Huỳnh. Đó là một pha bắt lề rất tốt của Đường Thủ Đức. 30-0. Đó là một pha lip lốp của anh Dũng Chủ và bóng ra ngoài. 40-0 trong game đấu đầu tiên dành cho Đường Thủ Đức và anh Trung Nhất Quý. Bóng vẫn chưa thể dứt điểm được Đường Thủ Đức. Pha đánh rất mềm mại đến từ cặp đôi của miền Bắc anh Dũng Chủ. Và đó là một pha vô lề trên lưới, bóng ra ngoài của anh Trung Nhất Quý. Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của anh và tỷ số hiện tại đang là 40-15. Xin chào tất cả các quý vị đang xem và theo dõi livestream trên trang tennis Vinh Infinity. Và giải đấu đôi nam đang được diễn ra đó là nội dung đôi nam 1725 điểm. Và đây là lượt trận đầu tiên. Một pha dê về lấy bóng của anh Trung. Gài bóng ra màng rất tốt và bóng vẫn còn. Đức Đình Hiệp đã dâng lưới rồi. Dũng Chủ, vâng, đó là một pha móc màng không thành công của anh Dũng Chủ và kết thúc game đấu đầu tiên với phần thắng thuộc về cho anh Trung Nhất Quý và anh Đường Thủ Đức. 1-0. Và đây là lượt trận của nội dung đôi nam 1725 điểm trong khuôn khổ giải tennis tranh cúp khách sạn Nhất Quý mở rộng lần 1 năm 2023, được kết hợp với diễn đàn Vinh Infinity. Và cụm sân thi đấu ngày hôm nay là một cụm sân gồm 6 sân, được tọa lạc ngay thành phố Tây Ninh, ngay trung tâm của thành phố Tây Ninh. Cụm sân của câu lạc bộ Hải Đăng. Và giải đấu của chúng ta được diễn ra trong vòng 4 ngày. Ngày 19, 20, 21 và 22 tháng 10. Anh Đức và Dũng Chủ cố lên. Cảm ơn chị Trần Quyền. Và ngày hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt với các chị em phụ nữ vào ngày 20 tháng 10. Và xin chúc tất cả các chị em phụ nữ trong ngày hôm nay một điều tuyệt vời nhất đến với các chị em. Đó là một pha rất xuất sắc của anh Trung Nhất Quý. Bóng được tìm đến thẳng vị trí chân của anh Dũng Chủ đang dâng lưới, khiến cho pha vô lê của anh Dũng Chủ bóng đi ra ngoài. Và tràn lưới không thành công của anh Đức Minh Hiệp. 0-30. Bóng vẫn còn. Nhưng đó là một pha tiếp lời ra ngoài của anh 40. Dạ vâng anh Đạt Minh. Đây là tiếng của ở trong sân hay là tiếng của bình luận viên? Vâng, em xin chào anh Giang Tên. Một pha rap shot của anh Dũng Chủ đang di chuyển rất tốt của Đường Thủ Đức và một pha dứt điểm của anh Trung Nhất Quý đó đem về một break đầu tiên cho anh Trung và Đường Thủ Đức. 2-0 trong lượt trận đầu tiên của nội dung đôi nam 1725 điểm này. Và đây là lượt trận mở màn của nội dung đôi nam 1725 điểm ngày hôm nay. Vâng, một pha swing forehand không thành công của anh Trung Nhất Quý, bóng nó hơi đi ra ngoài một tí. Và xin chào tất cả các khán giả đang xem và theo dõi livestream, và chắc chắn ở trong đây có rất nhiều các cổ động viên đến từ tennis miền Bắc để cổ vũ cho cặp đôi đến từ miền Bắc Dũng Chủ và anh Đức Minh Hiệp. Bóng vẫn còn. Và đó là một pha né trái đánh phải rất xuất sắc của anh Dũng Chủ. Một pha lách đít đánh rất tốt. Và đây lại là cơ hội cho cặp đôi đến từ miền Bắc để giành lại một break ở trong trận đấu này.
Đó là một pha giao bóng A của anh Trung Nhất Quý, một pha giao bóng A trong tình huống bóng hai, một tình huống giao bóng rất xuất sắc và nó đem lại điểm số đầu tiên trong hiệp đầu thứ ba dành cho cặp đôi của anh và Đinh Thủ Đức, 15-40. Bóng vẫn còn, nó là pha gài bóng nhỏ. Vâng, pha cắt bóng cuối cùng của anh Đức Minh Hiệp, bóng không qua lưới. Và xin chào tất cả quý vị đang xem và theo dõi livestream. Hãy bấm nút like share để cho trận đấu này được phổ biến rộng rãi đến mọi người. Bóng vẫn còn. Một pha đánh lừa đối thủ cực kỳ tốt của anh Dũng Chủ và nó đem về một break đầu tiên. Đòi một pha đòi break lại đến từ cặp đôi của miền Bắc và tỷ số hiện tại đang là 2-1. Lợi thế và năng nghiêng về cho cặp đôi của Đường Thủ Đức và anh Trung Nhất Quý. Vâng, em xin chào anh Nguyễn Bá Khôi. Liên tục là những lời comment động viên và cổ vũ cho cặp đôi đến từ tennis miền Bắc. Ở trong game đấu tiếp theo thì quyền cầm giao bóng sẽ thuộc về cho anh Đức Minh Hiệp. Xin chào anh Lê Minh. Mọi người đang xuất hiện trên màn hình của quý vị và bạn là anh Đức Minh Hiệp. Người sẽ cầm giao bóng ở trong game đấu thứ tư này. Vâng, em xin chào anh Cường Nguyễn. Hai đôi cố lên. Vâng. Và đây là lượt trận đầu tiên của nội dung đôi nam 1725 điểm ngày hôm nay. Trong khuôn khổ giải tennis tranh cúp khách sạn Nhất Quý mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Bóng vẫn còn, bắt buộc anh Dũng Chủ phải dê bóng nhưng pha lốp bóng của anh Trung là hơi mạnh và bóng đi ra ngoài. Em xin chào anh Hải Cảnh Việt. 15-0. Lỗi bóng 1. Bóng vẫn còn. Rất hay. Những pha phối hợp rất nhịp nhàng của anh Trung Nhất Quý và Đường Thủ Đức. Một pha smart cực kỳ lực của anh Trung. Và một pha gài bóng rất hiểm hóc của Đường Thủ Đức. 15 đều. Rất hay, những pha điền vào chỗ trống rất xuất sắc của Đường Thủ Đức ở trong lượt trận bắt đầu của nội dung đôi nam 1725 này. 15-30. Đó là một pha tràn vào và lấy bóng rất tốt của anh Trung Nhất Quý. Và lợi thế của cặp đôi anh Đường Thủ Đức và anh Trung Nhất Quý trong game đầu thứ tư này là đang là 3 break point để nâng tỷ số lên là 3-1. Chúng ta cùng chờ xem cặp đôi đến từ miền Bắc sẽ làm gì để bảo vệ được game giao bóng này. Đó là một cú forehand bóng hơi dưới mặt lưới của anh Trung Nhất Quý. Tỷ số hiện tại đang là 30-40. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Văn Tiến. Cái này chắc để em cập nhật lại tí anh. Anh Trung thì chắc cũng gần gần đấy và có khi là chưa tới đâu anh ạ. Và đó là một pha forehand bóng ra ngoài của Đường Thủ Đức. Đấy mà tiếc nuôi của Đường trong pha xử lý vừa rồi. Và bây giờ là tình huống bóng vàng. Anh Đức Ninh Hiệp giao và Đường Thủ Đức sẽ là người trả quả return bóng vàng này. Đó là một pha né trái đánh phải, một cú tìm bóng đến thẳng vị trí của anh Dũng Chủ.
và đánh bóng cực kỳ dứt khoát trong tình huống bóng vàng vừa rồi, và nó đem lại cho Đường Thủ Đức và anh Trung Nhất Quý một game đấu tiếp theo. Tỷ số hiện tại của trận đấu đang là 3-1 cho Đường Thủ Đức và anh Trung Nhất Quý. Bóng liên tục được tìm về đến vị trí của anh Đức Ninh Hiệp, và lốp bóng rất đều, Đường Thủ Đức đã dâng lưới rồi. Trọng tài xác định bóng tốt trong tình huống dâng lưới vừa rồi của anh Đường Thủ Đức. Mười lăm không. Và bây giờ là cần sự thay đổi chiến thuật hay là một sự tấn công dồn dập hơn đến từ cặp đôi đến từ miền Bắc anh Dũng Chú và anh Đức Ninh Hiệp để giành lại thế cân bằng trong trận đấu này. Và đó là một pha bọc lót rất tốt của anh Trung Nhất Quý so với tình huống chặn lưới vừa rồi của Đường. Đó là một tình huống chặn lưới hút bóng nhưng anh Trung đã đứng ở phía sau và phòng thủ rất tốt, khiến cho anh Dũng Chú bị hơi giật mình ở trong tình huống vừa rồi. Và 30-0 trong game đấu thứ 5. Và gà bóng ngắn không thành công của anh Trung Nhất Quý. Thế nhà view đang lên gần 3 xị rồi. Và kéo view thành công thế này. Lên lại chưa? Và xin rất xin lỗi đến tất cả quý vị khán giả đang xem và theo dõi tennis trên trang anh Vinh Infinity. Vừa rồi có một chút vấn đề là một sơ sẩy bị rớt dây điện và mạng có bị rớt một tí, làm gián đoạn quá trình theo dõi của các quý vị khán giả và các bạn. Và sau một hồi quay lại thì tỷ số của trận đấu hiện tại đang là 4-1 nghiêng về cho anh Trung Nhất Quý và Đường Thủ Đức. 0-30 rồi. Ở trong game đấu trước khi cầm giao bóng thì cặp đôi của anh Dũng Chủ và anh Đức Ninh Hiệp, trong game đấu anh Dũng cầm giao bóng đã bị mất break, và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu trong game đấu này sẽ như thế nào. Đó là một pha xử lý bóng trên không không thể tuyệt vời hơn của anh Trung Nhất Quý. Và ba cơ hội để cho cặp đôi của anh Trung Nhất Quý và Đường Thủ Đức vươn lên dẫn trước. Đó là một pha chặn lưới rất lạnh lùng của anh Đức Ninh Hiệp.
15-40. Một pha bỏ bóng cực kỳ cảm giác của anh Dũng, bóng ngay trước tầm vợt và anh đã buông bóng và kết quả bóng là bóng đi ra ngoài và tỷ số hiện tại là 30-40 ở trong game đấu thứ 6 này. Và lần này sẽ là hai cơ hội được trao vào tay của Đương Thủ Đức để giành break tiếp theo ở trong lượt trận mở màn của nội dung 1725 này. Lip lốp bóng vẫn còn và có vẻ như pha vô lê của anh Trung bóng đã ra ngoài và bây giờ là tình huống bóng vàng. Anh Dũng chủ giao và Đương Thủ Đức trả quả bóng vàng này. Xin chào anh Tuấn Sư Phạm, xin chào anh Kim và xin chào hơn 150 người đang xem và đang theo dõi livestream. Vâng, là lần này thì anh Trung Nhất Quý đã không để lỡ tình huống bóng trên lưới vừa rồi và đem lại cho cặp đôi của anh một tình huống, một lợi thế rất nhiều. 5-1 trong lượt trận mở màn của nội dung đô nam 1725 này. Bóng vẫn còn. Vâng, đó là một pha đánh bóng rất ngầu hứng của anh Trung. Một pha swing forehand bóng trên không. Nhưng rất tiếc bóng lại đi ra ngoài trong gang tấc. Pha gài bóng của anh Dũng chủ trong pha dâng lưới của anh Trung Nhất Quý. Người đang trên màn hình quý vị bạn là anh Dũng chủ. Lối bóng 1. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem và đang theo dõi livestream. Bóng vẫn còn. Bắt đầu độ dẻo dai của cặp đôi tennis miền Bắc đã dần được xuất hiện. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu trong những game đấu tiếp theo cặp đôi miền Bắc có duy trì được trận đấu này lâu hơn hay không. Tỷ số hiện tại đang là rất lợi thế cho cặp đôi của anh Trung và Đương Thủ Đức. Và đây cũng là một cơ hội để cho cặp đôi của anh Dũng Chủ và anh Đức rút ngắn tỷ số ở trong game đấu này. Cắt lốp, Đương Thủ Đức đã có mặt rồi. Vâng, một pha rap shot bóng ra ngoài của anh Đức Ninh Nghiệp và tỷ số hiện tại đang là 15-40. Dạ em xin chào anh Vương Nguyễn Đức. Vâng, rất nay đó là một pha với bóng backhand rất tốt của anh Dũng Chủ và đó là một pha gài bóng của anh Trung Nhất Quý. Nếu như tình huống bóng đấy qua lưới thì nó cũng là sẽ là một khó khăn cho anh Đức Ninh Hiệp trong tình huống vừa rồi. Và đã kết thúc game đấu thứ 7 với phần thắng thuộc về cho cặp đôi đến từ miền Bắc và tỷ số hiện tại đang là 5-2. Lợi thế đang là rất nhiều cho cặp đôi của Đường Thủ Đức và anh Trung Nhất Quý. Người đang xuất hiện trên màn hình quý vị bạn là anh Trung Nhất Quý và anh Quỳnh. Cũng là một thành viên, anh Quỳnh trong trang phục áo xanh cũng là một thành viên ở trong ban quản trị của diễn đàn tennis miền Bắc. Dạ, xin chào anh Trần Vĩnh Hưng. Và ở trong game đấu tiếp theo, game đấu thứ 8, thì anh Đức Ninh Hiệp sẽ là người cầm giao bóng.
Bóng vẫn còn. Vẫn chưa thể kết thúc được. Phần thắng sẽ thuộc về ai đây? Và cắt lốp của Đường Thủ Đức. Bóng vẫn còn. Và vẩy tay lốp của anh Dũng Chủ ở trên lưới, bóng đã đi ra ngoài. Đó là một pha đối công rất hay của cả bốn vận động viên ở trong tình huống giao bóng vừa rồi. 0-15. Một pha tràn vô lê không thành công của anh Dũng Chủ và 0-30. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem và đang theo dõi livestream. Và đây là nội dung đôi nam 1725 điểm trong khuôn khổ giải tennis tranh cúp khách sạn nhất quý mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Bóng vẫn còn. Gài bóng. Đó là một pha gài bóng trước mặt. Vâng, một pha gài bóng trước mặt của anh Dũng Chủ dành cho anh Trung Nhất Quý và pha forehand của anh Trung đã không qua lưới và điểm số đầu tiên trong game đấu thứ 8 dành cho cặp đôi của miền Bắc. Dạ đúng rồi anh Chí ơi, đây là vòng 1 anh. Dạ, xin chào chị Quỳnh Hoa. Vâng đúng rồi, thời tiết này là một thời tiết đặc trưng của Tây Ninh rồi chị ạ. Bóng rất cao nhưng nó lại là một tình huống lốp bóng ra ngoài của anh Đức Ninh Hiệp. Matchboy đầu tiên. Matchboy đầu tiên đã được xuất hiện cho cặp đôi của Đường Thủ Đức và anh Trung Nhất Quý. 15-40. Bóng vẫn còn. Liên tục là những pha tấn công của anh Trung Nhất Quý và nó đã đem về thành quả là một chiến thắng đầu tiên cho cặp đôi của anh Trung Nhất Quý và Đường Thủ Đức. Một chiến thắng rất giòn giả. Dạ xin chào anh Nguyễn Vương Nguyễn Đức. Đợt này thì miền Bắc hình như em nhìn thì có 3 hay 4 cặp đôi gì tham gia trong giải lần này anh ạ. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn ngay trong lượt livestream ngay sau đây.